Vâng, Khanh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Vâng, rất là nóng hổi, em vừa mới về một chiếc Porsche Jeep đời 2016 bản Natsuji ạ. Vâng đây ạ. Đấy, em vừa mới về xong. Đấy, chạy từ trên Bắc Giang về. Thì là nếu mà các bác mà có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe Porsche Jeep đời 2016 bản Natsuji này thì liên hệ ngay cho em nhé. Vâng, thì chiếc này ngày mai em sẽ cho dán tem và treo cái bóng rồi, mà em thay cái bóng đèn luôn. Đấy, xe thì phải nói là cũng khá là đẹp, sạch sẽ. Đấy, các bác về chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì cả các bác nhé. Xe cũng phải nói là ok rồi. Mai em lên cho em nói một bộ tem là quá là ok luôn. Đấy, thì vừa mới về đến nhà, em quay luôn cho anh chị cùng xem này. Đấy, xe thì phải nói là không lỗi, xe rất là đẹp luôn chị ạ. Vâng, thì đây em mời tất cả anh chị vào trong cái bên trong này nhé. Để em quay sơ sơ tí để báo các bác này, em mới về xong ạ. Đây ạ, tấp vi tấp nô đây ạ. Xe em phải khá là đẹp. Vâng, rất là đẹp luôn nhé. Cửa mở, màn hình to này. Đấy, ghế Natsuji này. Cửa điện ngầm chứ không phải điện kia nhé. Không phải là điện nổi, cửa điện ngầm này. Đấy, cửa chạy rất là êm này. Xe thì khá là sạch sẽ, khá là đẹp trần, vẫn là trần để zin theo xe nhá. Vâng, nói chung là một chiếc xe cũng phải nói là rất là đẹp. Em vừa mới lấy được về xong thì quay luôn cho anh chị khoe. Và ngày mai em sẽ dán tem nên và cần níp cẩn thận cho anh chị. Vâng, hứa các bác là hôm nay quay chiếc xe 2017 nhưng mà vì này em đi bận đi lấy chiếc xe 2016 này nên là em chưa quay được chiếc 2017. Vâng, thế em xin kết thúc clip ở đây. Em về nghỉ ngơi ăn cơm với đã. Còn ngày mai em hứa các bác là sẽ nên cho các bác clip của chiếc Porsche 2016 bản Natsuji này nhá. Còn em xin chào toàn thể quý vị anh chị ạ.